Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải của bài tập 162 sách giáo khoa trang 63 toán 6 tập 1. Đề bài yêu cầu như sau này: để tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia cho 8 thì được 12. Ta có thể viết x trừ 3 chia 8 bằng 12, rồi tìm x ta được x bằng 99. Bằng cách làm như trên, hãy tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 3 rồi trừ đi 8, sau đó chia cho 4 thì được 7. Như vậy bản chất của bài 162 là một bài toán tìm x nhưng được phát biểu dưới dạng bằng lời, đúng không ạ? Bằng một cách tương tự như cách làm ở phía trên thì cô và các bạn sẽ cùng đi tìm số tự nhiên x trong yêu cầu của bài toán này. Chúng ta sẽ vừa đọc đề bài và vừa viết ra phép tính tương ứng với cách diễn đạt đó. Hãy tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nó nhân với 3 rồi trừ đi 8, sau đó chia cho 4 thì được 7, đúng không ạ? Thế thì ta sẽ viết lần lượt này. X nhân với 3. Ta có x nhân với 3. Đây, nếu nhân nó, đúng không ạ? Nó ở đây chính là x chứ ạ. X nhân với 3 rồi trừ đi 8. Sau đó chia cho 4 thì được 7. Đây, x nhân 3 rồi trừ đi 8, sau đó chia cho 4 thì được 7. Nghĩa là rồi, chúng ta sẽ viết dưới dạng phép tính nữa. X nhân với 3, vậy thì cô sẽ lấy x nhân 3 rồi trừ đi 8, nghĩa là x nhân 3 được bao nhiêu thì chúng ta sẽ trừ đi 8. Sau đó chia cho 4, có nghĩa là sau khi các bạn thực hiện cái phép tính này rồi, được kết quả bao nhiêu thì chúng ta chia cho 4. Vậy thì cô sẽ đặt cái phép tính này vào trong ngoặc, đúng không ạ? Để thể hiện là chúng ta sẽ phải tính cái phép tính này trước, rồi sau đó chia cho 4. Đây, cô sẽ chia cho 4 thì được 7, nghĩa là bằng 7, đúng không ạ? Vậy là từ phát biểu bằng lời thì chúng ta đã viết được thành một phép tính. Bây giờ công việc của chúng ta là sẽ đi thực hiện để tìm x trong biểu thức này, đúng không ạ? Rồi, các bạn quan sát này, trong biểu thức này, nếu như trong ngoặc này đóng vai trò là số bị trừ, cô xin lỗi, số bị chia, 4 đóng vai trò là số chia, thì 7 sẽ đóng vai trò là thương, đúng không ạ? Vậy muốn tìm số bị chia, nghĩa là tìm x nhân 3 trừ 8, chúng ta sẽ lấy thương nhân với số chia. Và các bạn được kết quả là bằng 7 nhân 4 bằng 28. Ở đây là phép tính trừ này. X nhân 3 đóng vai trò là số bị trừ, 8 đóng vai trò là số trừ, và 28 lúc này sẽ là hiệu. Vậy thì muốn tìm số bị trừ, nghĩa là muốn tìm x nhân 3, ta sẽ lấy hiệu cộng với số trừ, đúng không ạ, là cộng với 8. Và các bạn được kết quả là x nhân 3 bằng 36, 28 cộng 8 bằng 36 chứ ạ. Rồi quay trở về thành phép nhân, x lúc này là thừa số chưa biết, 3 là thừa số đã biết, và 36 là tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta sẽ lấy tích chia cho thừa số đã biết, nghĩa là lấy 36 chia 3. Và thực hiện phép tính này thì các bạn được là 36 chia 3 bằng 12, đúng không ạ? Vậy là chúng ta đã tìm ra được số x mà đề bài yêu cầu cần phải tìm rồi. Các bạn kết luận, vậy x bằng 12. Kết thúc bài toán ở đây ạ. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video giải bài tập sau.